Kính thưa toàn thể đồng bào, đây là khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra cảnh báo nhân loại lần sau cùng trước khi tận thế xảy ra. Và đệ tam thế chiến sẽ xảy ra ở tại Á Châu nếu các nhà lãnh đạo trên thế giới, nhất là các cường quốc cũng như đám Trung Cộng, Bắc Hàn, Nhật Bản, Nga Xô, Mỹ không nghe lời tôi khuyên bảo thì chắc chắn đệ tam thế chiến sẽ xảy ra và sẽ có nhiều người thiệt mạng vô số kể, có thể lên đến hàng tỷ người thiệt mạng. Và khi đệ tam thế chiến xảy ra thì nước Việt Nam chúng ta sẽ được cha trời Giêsu cứu, và đương nhiên do chính tôi sẽ là người được cha trời Thượng Đế toàn năng luôn luôn bảo vệ để làm việc lãnh đạo cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta khỏi bọn Trung Cộng và bọn tài phiệt quốc tế. Đương nhiên Trung Cộng và bọn tài phiệt quốc tế sẽ kính nể chúng ta, không dám làm phiền chúng ta nữa, bởi vì tôi có quyền năng của cha trời Giêsu bảo vệ ban cho để hướng dẫn nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Vì thế họ sẽ kính nể chúng ta trong những ngày tháng năm sắp tới. Đây là tin mừng đặc biệt cho người Việt Nam chúng ta nói riêng và cho tất cả nhân loại nói chung. Hồng ân của cha trời Giêsu hiện xuống ban cho tất cả nhân loại. Cha trời Giêsu cho hàng triệu triệu linh hồn chiến sĩ hiện ra phụ trợ chúng ta làm việc. Rõ ràng hình trắng đen, hình màu gốc, xây hướng này, ông rồng vĩ đại, há miệng phun lửa, tiêu diệt quỷ sa tăng và tiêu diệt cộng sản, cũng như tiêu diệt bọn tài phiệt quốc tế. Bất cứ kẻ nào cố chấp, kiêu ngạo, hành hạ dân tộc và đất nước chúng ta thì sẽ bị tiêu diệt. Nhớ những gì Thánh Gióng chúng tôi nhắc nhở. Chúng ta hãy mau mau sám hối gốc, làm một phần của mình, lập công chuộc tội, lập công bồi đức. Mau mau phụ giúp tôi làm việc gấp, không được chậm trễ nữa. Đây là trang website để quý vị liên lạc với tôi. Và hãy mau mau làm bổn phận của mình, không được phép chậm trễ nữa.